Sáng ngày 20 tháng 1, ông Đoàn Tấn Bủ, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp cho biết, thi thể bé Thái Lý Hạo Nam, 10 tuổi, bị rơi xuống trụ bê tông sâu 35 m tại công trình xây dựng cầu Rọc Sen, huyện Thanh Bình, tỉnh Đồng Tháp, đã được đưa lên mặt đất và bàn giao cho gia đình để lo hậu sự. Cụ thể, lúc 1 giờ 20 phút rạng sáng ngày 20 tháng 1, tức 29 tháng Chạp, các lực lượng cứu hộ đã đưa được thi thể bé Hạo Nam lên mặt đất. Sau 21 ngày, kể từ ngày cháu bé gặp nạn ngày 31 tháng 12 năm 2022, Lực lượng cứu hộ xác định thi thể bé Hạo Nam kẹt ở trụ thứ ba, đồng thời xác định không nhổ trụ thứ ba lên mặt đất. Tổ điều hành đã cử lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh Đồng Tháp trục vớt đưa lên mặt đất. Lực lượng pháp y tỉnh đã tiến hành công tác chuyên môn khám nghiệm thi thể nạn nhân, sau đó bàn giao cho gia đình. Cũng may mắn bé Hậu Nam được nguyên vẹn khi đưa lên, có cha mẹ cháu chứng kiến và đưa về gia đình an táng theo nguyện vọng. Các vấn đề pháp lý còn lại sẽ xử lý theo quy định. Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Tháp thông tin. Kể từ ngày bé Hậu Nam gặp nạn, chính quyền địa phương tỉnh Đồng Tháp đã huy động nhiều phương tiện chuyên dụng, các chuyên gia của Bộ Giao thông Vận tải, Nhật Bản, Lực lượng công binh 25, quân khu 9, đơn vị thi công công trình, chính quyền địa phương với hơn 350 người đến hiện trường để hỗ trợ